Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây điện thoại Blackberry Moton đang có mặt tại di động cao cấp .vn với phần khay SIM là ở phía hông máy. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần khay SIM của điện thoại Blackberry Moton lỗi hỏng, không nhận SIM, chập chờn lúc cũng không, báo ảo, lúc có sóng lúc không, là do phần khay SIM đã lỗi hỏng cần phải thay mới. Cũng giống như tất cả linh kiện khác trên điện thoại Blackberry Moton thì phần khay SIM trên điện thoại Blackberry Moton luôn có mặt tại di động cao cấp .vn. Phụ quá trình thay mới, sửa chữa các bạn khi cần. Các bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM của điện thoại Blackberry Moton lỗi hỏng, các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Cảm ơn các bạn.